Xin chào các bạn. Noel sắp đến rồi đúng không? Hồi xưa là có ông già Noel với bà già Noel, thời nay là có cậu bé Noel với cô bé Noel. Cô bé Noel có muốn nói gì với các bạn của chúng ta không? Cô bé Noel ngồi ăn bánh giò. Chủ nhật đó các bạn, lại câu lạc bộ, lại hồ bơi này nha các bạn. Hồ bơi này ở đâu? Câu lạc bộ Lan Anh. Câu lạc bộ Lan Anh nha các bạn. Chủ nhật chúng ta sẽ đến đây chơi Noel nha các bạn người cá. Và trên bàn của Tion là những món ăn trong cái menu tại nhà hàng Lan Anh. Thì tôi thấy có mấy món chay cũng được, súp rau củ, đậu hũ, xả ớt, rồi cơm chiên gì đó. Thì bạn nào thích ăn chay thì ăn chay, bạn nào thích ăn mặn ha. Chơi ở bên hồ bơi vào chủ nhật. Rồi bên nhà hàng sẽ dọn cho chúng ta một dãy bàn ở bên hồ bơi đó. Rồi sẽ đưa cho chúng ta cuốn menu như thế này. Nè, một cuốn menu dày như thế này nè. Mỗi bạn chọn một món, rồi chúng ta sẽ lên ăn chung với nhau ha. Đây, còn đây là những món đặc biệt. Đó, Tion cũng sẽ kêu một món cho mấy bạn ăn chung luôn. Tất nhiên Tion sẽ chơi trò chơi tặng quà ông già Noel. Nhưng mà ông già Noel Tion nhớ năm ngoái Tion có làm clip cho mấy bạn coi không? Ông già Noel Tion rất là khó tính nha. Là Tion chỉ tặng quà cho những bạn bơi tốt hay là rút thăm trúng thưởng được quà tặng nha, chứ không phải là tặng quà ai cũng tặng hết. Rồi các bạn hiểu chưa? Rồi bạn nào mà đến chủ nhật này thì hãy đăng ký đi nha. Đăng ký có bao nhiêu bạn tham gia? Rồi, hai em là tham gia là chắc rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn tại Noel nha.